Đứt tay do các vật sắc nhọn là điều dễ xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù những vết đứt này có thể làm chúng ta hoang mang, nhưng nếu biết cách xử trí thì phần lớn các trường hợp có thể được xử lý an toàn ngay tại nhà. Để điều trị một vết đứt tay nhỏ, các bác sĩ da liễu khuyên chúng ta nên làm như sau. Bước 1 là rửa tay với xà phòng và nước. Bước 2 là rửa sạch vết đứt để tránh nhiễm trùng, sử dụng nước sạch. Có thể sử dụng nước mát hay ấm cùng với xà phòng dịu nhẹ để rửa sạch và nhẹ nhàng loại bỏ các bụi bẩn, mảnh vụn dính trong vết đứt. Bước thứ 3 là cầm máu, là ấn mạnh lên vết đứt bằng khăn sạch hoặc là gạt y tế trong vòng 1 đến 2 phút hoặc cho đến khi máu ngừng chảy. Bước thứ 4 là bôi chất giữ ẩm như Vaseline để giữ ẩm vết thương, giúp vết thương mau lành hơn. Sử dụng liên tục cho đến khi vết đứt lành hẳn. Để tránh nhiễm bụi bẩn và vi khuẩn nên sử dụng Vaseline dạng ống thay vì dạng hộp. Không cần thiết phải bôi thuốc kháng sinh lên vết thương. Bước thứ 5 là che vết thương bằng băng gạc vô trùng để giúp bảo vệ vết thương và ngăn vết thương bị hở miệng trở lại. Thay băng mỗi ngày và duy trì cho đến khi vết thương lành hẳn. Bước thứ 6, cân nhắc sử dụng thuốc giảm đau. Trong trường hợp vết đau làm chúng ta khó chịu thì có thể dùng thuốc uống paracetamol với liều lượng cho phép. Bước thứ 7 là chúng ta phải đi tiêm phòng uốn ván nếu vết đứt của chúng ta gây ra bởi các vật sắc nhọn, bẩn hoặc rỉ sét. Trong trường hợp không rõ ràng nên hỏi ý kiến bác sĩ hướng dẫn. Hầu hết các vết thương sẽ lành được sau khoảng 1 tuần. Tuy nhiên, nếu vết thương quá dài hơn 1,5cm hoặc là quá sâu hơn 0,5cm hoặc là vết thương không cầm máu được thì phải đến ngay Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh để được giúp đỡ điều trị. Trong trường hợp các bạn cần thêm thông tin, hãy liên hệ với fanpage của Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh.